Hôm nay, hãy cùng chứng kiến lễ động thổ thi công hoàn thiện 3 công trình tại Vinhome Ocean Park 2, đó là Shophouse Sao Biển 8, Shophouse Sao Biển 11 và nhà liền kề Cọ Xanh 9. Việc này là một phần không thể thiếu trong quy trình của MV, được thực hiện cẩn thận trước mỗi dự án thi công nhằm mang lại sự an tâm và niềm tin vững chắc cho chủ nhà. Đó không chỉ là một bước chuẩn bị, mà còn là cách MV khẳng định cam kết đảm bảo sự suôn sẻ và thuận lợi cho mọi công trình, giúp chủ nhà hoàn toàn yên tâm khi giao phó cho chúng tôi. Trong video này, chúng tôi sẽ cho các bạn xem quá trình diễn ra 3 buổi lễ động thổ trong cùng một ngày và những điều cần lưu ý khi thực hiện một buổi lễ động thổ nhé. Việc đầu tiên và cũng là một trong những việc quan trọng nhất khi làm lễ động thổ chính là chọn ngày giờ tốt để thực hiện lễ. Trong lễ động thổ, việc lựa chọn ngày giờ tháng có ý nghĩa lớn, là bước khởi đầu quan trọng cho sự hình thành của ngôi nhà mới. Ngày tháng năm và giờ tốt không chỉ đơn giản là các con số, mà còn là sự kết hợp hài hòa với tuổi của gia chủ, là sự đồng tâm hưởng ứng giữa con người và vật khí của không gian. Theo quan niệm dân gian, ngày, tháng, năm, giờ tốt phải điều chỉnh phù hợp với tuổi của chủ nhà, đảm bảo rằng năng lượng từ ngày khởi công sẽ đồng bộ và hỗ trợ cho công việc xây dựng. Kết hợp thêm với tuổi của người đứng đầu gia đình hoặc người có trách nhiệm lớn trong dự án sẽ làm cho lễ cúng động thổ xây nhà trở nên ý nghĩa và may mắn hơn. Việc chọn ngày giờ tốt không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với tự nhiên. Bởi vậy, việc này cần được thực hiện cẩn trọng và với lòng thành kính để đảm bảo một khởi đầu thuận lợi, mở ra một tương lai tươi sáng cho ngôi nhà mới. Khi đã chọn được ngày giờ tốt, việc tiếp theo là chuẩn bị lễ vật làm mâm cúng động thổ. Mâm cúng động thổ thể hiện được phần nào sự chỉnh chu, thành tâm và kính trọng của gia chủ đối với các vị thổ thần. Tuy nhiên cũng tùy theo điều kiện kinh tế và phong tục tín ngưỡng của từng vùng miền mà đôi khi lễ vật cũng khác nhau. Một mâm cúng động thổ khi xây nhà cơ bản bao gồm những lễ vật như sau: một bộ tam sen gồm thịt luộc, tôm luộc và trứng luộc, một con gà, xôi, mâm ngũ quả, hoa tươi, muối, gạo, bát nước, rượu trắng, thuốc lá, đinh vàng hoa, vàng tiền, trầu cau và nhang rồng phụ. Trước khi buổi lễ bắt đầu, đội ngũ nhân viên của MV đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho lễ động thổ. Quy trình lễ động thổ được thực hiện như sau. Bày biện lễ vật lên chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn để giữa khu đất sắp được thi công. Nên chọn chỗ đất đẹp và cao giáo nhất, gia chủ hoặc người thực hiện lễ bắt đầu tiến hành nghi thức cúng. Đầu tiên, đốt 2 cây đèn cầy lên và thắp 7 cây nhang với nam, 9 cây nhang với nữ. Tiếp đến, cắm 3 cây nhang trên mâm cúng, 3 cây nhang dưới đất và 1 cây cầm trên tay với nam, 3 cây với nữ. Lưu ý ở bên này, gia chủ quần áo phải lịch sự, chỉnh tề, thắp đèn nhang vái 4 hướng, 8 phương rồi quay vào mâm lễ và khấn. Đọc bài khấn động thổ xây dựng công trình để cầu xin sự may mắn che chở, độ trì của các vị thần cai quản mảnh đất cũng như cầu sự vui vẻ từ các vong linh đã khuất. Sau khi cúng xong, hương gần tàn, gia chủ hóa tiền vàng, đồ hàng mã và giải muối gạo. Rồi tự tay cuốc những phát đầu tiên hoặc đặt viên gạch đầu tiên vào chỗ định đào móng để trình với thần thổ địa xin được động thổ. Lưu ý viên gạch đó không được thay đổi vị trí trong quá trình thi công. Sau đấy, đội thợ có thể tiến hành công việc thi công. Sau khi nhang tàn thì gia chủ đổ các chén rượu, giải bánh, kẹo, gạo, muối ra công trình, hoa cúng động thổ cắm xuống đất chứ không được mang về nhà. Còn riêng ba hũ muối, gạo, nước thì cất lại. Sau này khi nhập trạch thì đem để nơi bếp, nơi thờ cúng táo quân. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xây dựng, MV hiểu rõ tầm quan trọng của lễ động thổ và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tổ chức nghi lễ này. Từ việc chọn ngày giờ tốt theo phong thủy, chuẩn bị lễ vật đến thực hiện nghi thức, chúng tôi đều sẽ đồng hành cùng khách hàng để đảm bảo buổi lễ diễn ra đúng quy trình và đúng nghi lễ truyền thống. Khi chọn MV là đơn vị thiết kế và thi công, khách hàng không chỉ nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong việc xây dựng công trình mà còn được chăm sóc từ những bước đầu tiên như lễ động thổ. Chúng tôi hiểu rằng, một lễ động thổ diễn ra thuận lợi sẽ mang lại tinh thần và năng lượng tích cực cho cả dự án, giúp mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch và hạn chế tối đa những rủi ro không mong muốn. MV cam kết sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng từ những bước đầu tiên cho đến khi hoàn thiện công trình. Lễ động thổ chỉ là khởi đầu, nhưng nó là khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cho sự thành công của cả một dự án. Với sự hỗ trợ tận tâm từ MV, chúng tôi tin rằng mỗi công trình sẽ không chỉ đạt được chất lượng cao nhất mà còn mang lại sự hài lòng và yên tâm tuyệt đối cho khách hàng. Lễ động thổ tuy đơn giản nhưng mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, từ việc tạo động lực, tinh thần cho những người tham gia xây dựng đến việc cầu mong sự bảo trợ từ các đấng thần linh. Đây cũng là một cách để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.